Bây giờ là 14 giờ 5 phút ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024. Video này mình thực hiện test hoạt động Mỹ đài sáp GF319. Mỹ đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất 1.080.000 đồng. 1.080.000 đồng là tiền Mỹ đài, còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Xin thưa tới quý vị và các bạn, cái mẫu đài sáp GF319 mà để tìm được một Mỹ đài không hề đơn giản. Những chiếc đài khác thì nó dễ, nhưng chiếc đài sáp 319 này khó lắm. Mỹ đài này đã có mấy cái video chia sẻ tới quý vị và các bạn nội thất ở bên trong, từ loa là Mỹ loa, vỉ là Mỹ vỉ, cơ là Mỹ cơ, vỏ là Mỹ vỏ. Còn vệ sinh thì tắm nước sạch đẹp từng chân tơ kẽ tóc nha. Đấy, chứ còn cứ bảo Mỹ đài với đài này còn zin, zin thì phải cho xem zin, zin ở chỗ nào. Chứ còn cứ để cái đài như thế này xong bảo zin thì hãi lắm. Xin thưa tới quý vị và các bạn, mua vài nghìn chiếc đài rồi chứ không phải mua một hoặc hai chục chiếc đài nha. Video này thì test radio, video sau thì sẽ test về phần băng cassette. Đây. Xứng đáng với lại 1.080.000 đồng bỏ ra để trần văn chốt Mỹ đài này. Mỹ đài này nó không phải đẹp ở bên ngoài, nó đẹp cả ở bên trong. Thích thật. Ăn tiêu bao nhiêu chả hết. Để tìm được một con Mỹ đài sáp 319 lâu lắm. Lại nói về zin. Zin thật với zin là lời nói nó khác nhau hoàn toàn. Xin thưa tới quý vị và các bạn, hàng zin thật nhá, mục sở thị. Zin thì đây, bảo zin thì zin là chỗ nào cho xem. Đấy, đã có video soi nội thất từng cái chân ốc, loa, cơ. Đấy. Thế thì khỏi phải lăn tăn, khỏi phải lăn tăn về cái vấn đề coi như là chất lượng của nó ra là ở bên trong nó như thế nào. Chứ còn bỏ thóc bỏ gạo ra trần vân chốt một con đài chả biết là bên trong nó như thế nào, có khi nó lại như từng bần rồi ấy. Thì đúng là khi trần vân chốt lại không dùng đến cái sự thông tuệ. Radio này, đèn FM Citaro nó chuẩn bị nổi lên này. Sớm đi chơi với gia đình vui vẻ. Dạ, em cảm ơn đây này. Anh Hải đã dành thời để gian mua ngày đồ hôm này. nay đến với chuyến Đấy, xe để trên mọi mua nẻo đồ đường, và rất là vui khi mà này. cũng anh Hải À. cũng chiến thắng thử thách và có một phần quà, một cái niềm vui nho nhỏ cuối tuần cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Qua đây thì Mạnh Khang cũng mến chúc cho anh Hải cùng với gia đình thân yêu luôn thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc bình an trong cuộc sống anh Hải nha. Rồi, em cảm ơn ạ. Dạ vâng. Còn bây giờ đây thì tạm chia tay anh Hải, Mạnh Khang sẽ cùng anh và tất cả mọi người lắng nghe âm nhạc. Và trước khi lắng nghe âm nhạc thì Mạnh Khang xin được ưu tiên truyền tải đến các bác tài một thông tin giao thông. Thưa quý vị, đường Mai Chí Thọ đoạn từ 2 tuần như mới hết, cái 2 tuần cũng hết thuốc, cái là kêu mẹ ơi sao con đau nữa, cái bắt đầu cái đi lên cái chân em với anh chị ta đồ đây này chụp phim rồi chụp phim siêu âm đồ, nói bị ngoài da thôi, về uống một tuần mua đồ lại, cho thuốc uống một tuần đấy, lại, stero uống hết này. tuần, cái cũng đau tiếp. Đau tiếp cái xong rồi chị mới ra tiệm thuốc tây chị mua mấy ngày nữa, xong rồi cái uống cái cũng nói mẹ ơi cũng đau, cái xong bắt đầu Bách loa này, loa này nói này, lên nhà thương Bạn Phúc kia, loa này không nói cái này, bác sĩ bác nói chụp phim cái bác nói thấy ở trong này đen đen, loa này chút nói này, có vấn đề rồi, cái bác loa nói này rồi không nói này, giờ không có đi đâu á, đi xuống trung tâm chỉnh hình đi, cái là đi thẳng đó cái bác sĩ kêu là ở đây nó có cái vạch như này, mổ lấy mình tưởng là mổ cái lấy vạch để ở ra giữa là này xong, là nói cả hai kêu loa. là mổ sinh khiết, mổ sinh khiết về cái ngay cái tháng mà trong Tết á, trong Tết tạo cái môi trường pháp lý thật để phát triển đội ngũ nhà giáo với cái quan điểm lấy nhà giáo làm trung tâm và mọi cái chính sách đều hướng đến sự phát triển của đội ngũ nhà giáo gắn với cái gọi đặc thù nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, đây là cái nghề sáng tạo nhất trong các nghề. Việc ban hành luật cũng nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng là người cung ứng
Và quảng cáo hợp tác hàng dọc. Quảng cáo hợp tác hàng ngang là quảng cáo được tài trợ chung bởi những nhóm đối thủ cạnh tranh hoạt động trong cùng một ngành. Ví dụ, do chơi giờ bởi cũng giờ được trong một năm. Do vậy, mức khống chế nó trong cứ trồng veo như thế này. Vay của cán bộ công nhân viên là 150% nhân 7% bằng 10,5%. Lãi suất thực tế vay là 12%, lớn hơn cái mức khống chế này. Do vậy, doanh nghiệp chỉ được trừ tối đa là theo mức khống chế, và chi phí lãi vay được trừ của doanh nghiệp sẽ là 10,5% nhân 1.000 triệu đồng bằng 105 triệu đồng. Của Đồng hồ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, Đảng ta xác định Đồng hồ Doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặt ra yêu cầu xây dựng Đồng hồ Doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Trên tinh thần kế thừa nghị quyết số 09 có những điểm mới khi xác định Đồng hồ Doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt cấp. Đấy, 102,7 đấy, thế nhưng mà đăng ca nhạc không để được. Không để được. Đấy, em làm rất nét nhá. Mà Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết có một cái bản lĩnh, có dày dặn kinh nghiệm và đặc biệt là rất bình tĩnh để chống chọi với khó khăn. Đứng trước hoàn cảnh và yêu cầu phát triển mạnh hơn cả về số lượng và chất lượng, Đồng hồ Doanh nhân, doanh nghiệp cần tiếp tục nỗ lực tự thân vươn lên và cùng để đóng góp nhiều hơn vào đời sống kinh tế xã hội. Với sự nỗ lực của Đồng hồ Doanh nhân ngày nay sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của các doanh nhân nước ta, góp phần xây dựng Đồng hồ Doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đủ sức gánh vác nhiệm vụ tiên phong, thực hiện mục tiêu và khát vọng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. 50 triệu bằng 1.250 triệu. Thu nhập khác là thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế 200 triệu đồng. Chúng ta xác định được thu nhập chịu thuế bằng cách người tiêu dùng biết về chương trình khuyến mại khác, cũng như tạo ra sự nhận thức, sự thích thú và thái độ thuận lợi đối với nhãn hiệu. Các bạn thân mến, chúng ta đã nghiên cứu xong nội dung bài khuyến mãi hay khuyến mại. Sau khi học xong bài này, các bạn cần nắm được. Vâng, đúng. Phương viên đã nêu là hiện nay các cái văn bản quy định điều chỉnh các mối quan hệ của nhà giáo là cũng khá nhiều. Theo thống kê của Bộ Giáo dục thì hiện nay nó khoảng gần 200 cái văn bản liên quan đến cái quan hệ của nhà giáo. Tuy nhiên thì cũng cho thấy là các cái văn bản này được chú 028 100 023 2928 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Bình Dương. Thế rồi, em không bắt được. Đấy, ai em không bắt được. Cái băng này thì phải đêm mới bắt được. Đấy, tinh chỉnh đấy, fine tuning. Đấy, nói chung là nôm na ngắn gọn lại. Chủ yếu là tặng chỉ có nghe FM, thế mà FM của nó thì tuyệt vời rồi. FM của nó để FM của nó thì tuyệt vời. Đèn FM Zitaro nó còn nổi lên. Được cô chị để trao giải MVP video 2024 vừa qua. Đây, 102,7 đấy. Đèn FM Zitaro nó nổi lên đấy, nhưng nó hát thì không để được. Và những cái rào cản liên quan đến pháp lý và cái cải cách thủ tục hành chính và một VOV2 và trực tuyến trên trang web VOV2.vn. Thân ái, chào tạm biệt. Chủ nhật, để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoản quy định về nhà giáo nhưng chưa tập trung và cũng tuy nhiên cũng ủng hộ 500.000 đồng. Cô Phương ở thành phố Thủ Dầu Một ủng hộ 500.000 đồng. Video sau đây sẽ test về phần băng cassette 1.080.000 đồng. Không thể rẻ hơn được cho một Mỹ Đài.
đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ trên xuống dưới, đẹp từ trái qua phải, đẹp từ phải qua trái, với một vẻ đẹp sắc nước hương trời nhá. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, và đẹp là đẹp thật, đẹp từ trong ra ngoài nhá, chứ không phải đài đẹp ở bên ngoài còn bên trong lại chẳng biết thế nào mà lần nhá. Đây đã có video rồi. Thân ái chào tạm biệt.